Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Game Online. Hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em. Ui. Rồi, chưa kịp mua rồi. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái tựa game mobile có lối chơi khá giống với tựa game Auto Chess. Anh em nào mà chưa biết Auto Chess thì Auto Chess là một cái tựa game rất là mốt chơi, rất là nổi tiếng ở đang hiện đang rất là thịnh hành ở ở đây rồi. Mình mua đã, từ từ anh em đợi tí. Rồi thì túm lại nó là một cái game mốt chơi Auto Chess thì gọi là cờ nhân phẩm ấy, rất là nổi tiếng. Đây là một cái mốt chơi ở trong Dota 2 thì hiện nay thì cũng có rất nhiều hãng sản xuất game họ làm cái những cái sản phẩm ăn theo như thế này. Thì đây hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em cái Arena Evolution Hero Chess là cái tên của cái tựa game mobile mình đang chơi đây. Đây là game mobile nha anh em. Và nó có lối chơi rất là giống Auto Chess, tức là nó đây anh em nhìn thấy không? Có 80 chơi và nó chia các cái mốc điểm máu ra. Ở đây game này nó chỉ có 80 máu thôi thay vì 100 máu như kiểu Auto Chess. Và cũng giống như Auto Chess thì trong 3 turn đầu anh em sẽ chỉ có là sẽ chỉ có 3 mà đánh quái, 3 turn đầu đánh quái, sau đó bắt đầu đến level 4. Đến round đầu thứ tư ấy, thì bắt đầu là thi đấu với nhau và ai mà hết máu cuối cùng là người đó sẽ thua. Đấy, bạn nào mà chơi Auto Chess rồi chắc cũng nghĩ là cũng sẽ dễ làm quen với game này thôi. Chẳng qua là ở đây bây giờ mình sẽ phải tìm hiểu các cái chủng tộc, nó mình cũng chả biết cái nào khỏe, cái nào gì. Nhưng mà thì quái nó được chia ra là có những quái 2 sao, có những quái 1 sao. À, mình sẽ mua con này đi. Tôi chả biết nữa. Mua hết. À, hết tiền rồi. Thì mình có thể kéo thả ra này. Đó. Tùy vào đầu các bạn này nâng cấp level hoặc là ở đây mình sẽ ở mình mới chỉ được cho được 3/3 thôi. Đấy. Ông nào mà chơi Auto Chess rồi thì sẽ dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn. Thực ra nó cũng chơi khá giống Auto Chess thôi. Còn bạn nào chưa chơi thì cứ từ từ làm quen. Mình nói thật tôi không biết chỉ như nào nữa, nhưng mà đại loại các ông phải khi mà cho lính ra và nếu mà các ông có 3 con giống nhau thì có thể ghép lại thành nâng cấp lên nó thành level 2. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Và phải sắp xếp đội hình sao nó kích hoạt các cái chỉ số. Thực ra thì cái con game này tôi mới chơi là tôi cũng khó mà hình dung vì nó khó khá là mình chưa nắm hết được tất cả mọi thứ. Các bạn mua thì các bạn phải để ý gold của mình nhá. Rồi đến ra 4 này. Đấy, bây giờ mình bắt đầu gặp người chơi khác rồi này. Ui sao nó khỏe đấy. Thua round này rồi. Đây là anh em để gì có một dưới có một cột là nâng điểm kinh nghiệm này, mất 5 vàng này. Còn mua con này mình đang còn không gold, thua rồi. Các bạn thua thì sẽ mất máu dựa trên cái số sao của cái bọn lính của phe đối thủ. Đấy. Cái này thì tôi nghĩ là fan của Auto Chess mới thích chứ còn ông nào mới chơi thì hơi khó làm quen. Ôi nó có item cả. Ờ đây là một cái điểm khác biệt với Auto Chess này. Mình chưa nhớ tộc lắm, mình không thể nhớ là nó sẽ có Blade. Con này giống Junero này. Tôi sẽ mua hết đi. Đấy, mình sẽ cho này ra. Cứ đủ có dụ 3 con giống nhau thì các bạn có thể ghép lên level 2. Này, ông nào phải chơi cờ nhân phẩm rồi thì biết. Nói chung là game này thì cũng ông Auto Chess là nhân phẩm các bạn cao thì ra tướng được những cái tướng giống nhau để các bạn nâng cấp level 2 lên thôi. Mình thì và một cái anh em phải nhớ rõ là phải cùng tộc hay cùng gì ấy, nó sẽ kích ra thì phải. Tôi không rõ luôn. Anh em cứ từ từ để mình chơi thêm thử xem. Và thật sự mình chơi bằng giải lập nó cũng chưa ổn định lắm. Chơi nó cứ bị bay ra ngoài ấy. Mãi vào được game. Đấy, và mình chơi giải lập thì nó hơi giật. Ui. Quái 3 sao này. Paint this land red. Ui có thể à cho này à cũng là gắn item thôi, cũng là kiểu như là có Auto Chess thôi. Bán kiểu gì nhỉ anh em ơi,
Mình đang không biết bán tướng kiểu gì. À đây, 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 bán đây rồi, bán đây rồi. Beast này, chơi Rider Vanguard giống nhau thì nó sẽ kích hoạt hơn thì phải. À, cái này mình phải chơi kiểu tìm hiểu từ từ thôi chứ còn tôi thua nãy giờ rồi. Ở đây có sniper này, các bạn mua thêm con sniper giống nhau thì nó sẽ lên level 2 này. Đó, thấy không? Đấy, wow. Bắt đầu. I heard you have a problem. Con nào không dùng đến anh em bán đi. Our time is short. Đấy, mình bán đi nè. Đó, tôi cũng chơi bừa đó, tôi cũng... I heard you have a problem. Ủa? Thứ này chắc là mất một lúc để tìm hiểu. Mà thật ra cũng hơi giật bởi vì mình đã chơi giả lập ấy. Đồ họa nó chưa ngon lắm. Đồ họa là anh em thấy là không... Ui, thua nãy giờ hơi nhiều đấy. Round 8 Blastmaster là... À, mình có một con Blastmaster kia rồi. Kamikaze. Đấy, mua... Mua con này này. You cannot. I will paint my sword with... I am prepared to die. Bán này đi. Chứ đó, trước khi vứt vào, nếu mà quá cái bàn kia bàn cờ mà quá lính thì nó sẽ tự động vứt một con ra ngoài nhá. Mình chưa nhớ mặt tướng và tác dụng của nó nên mình cũng chơi bừa thôi, tôi không biết làm nào. Thôi thua rồi. Ui, trừ cả đống máu này. Bán này đi. Này nó hơi khó nhìn hơn Dota nhiều. Perfect combination of ancient and modern technology. Thua nãy giờ. Bán này đi. Bán này đi. Cho này vào. Cho này vào. Đấy. Phải nhớ đã, phải nhớ. Chơi từ từ, phải nhớ đã. Beat rồi. À, chơi những con nó cùng tộc đi. Mua con này. Đó, vậy mình phải chơi, mình phải nhớ là mua con gì đã. Mùa này ai có giống nhau. Ô, thắng rồi này, bắt đầu thắng rồi này. Đấy, cứ phải chơi từ từ thì mình nhớ được. Mình mới vào chơi thôi. À, game này nó chơi giống hết AutoChess thôi, chẳng qua là chúng ta phải nhớ mặt tướng và tác dụng của nó. 4/5 à, mình sẽ cho con này vào đi. Thử xem. Tôi không nhớ được các cái thuộc tính của con quái. Các thứ này rất là khó để làm quen, mà phải nhớ đã. Không như là chơi AutoChess. AutoChess thì mình chơi... mình thật ra AutoChess thì anh em về mất một lúc để làm quen. Con này chơi sao chơi giống Zu thế. Rất là giống Zu Nero. Bọn là tên 10 là tên đánh quái thôi. Và các bạn để nhặt được các cái vật phẩm. Đó. Phần này thì có lắp vào được cho những con quái của các bạn. Ra 11. Sukara, à, mình vừa bán này rồi mà. Bỏ đi. Các bạn nào muốn muốn ấy, các bạn có thể xoay ra đây, xoay phát là có thể đổi. Ôi, một phát ra luôn cả đống này.
Bán Wolverine đi, mua con này đi. Mình sẽ chơi tộc Beast xem nào, mình sẽ kiếm những con cùng thuộc tộc Beast. Có khi lại thắng đấy chứ. Anh em thấy là đồ họa không đẹp bởi vì theo anh em thông cảm thì mình chơi bằng giả lập ấy, nó không được đẹp lắm. Ui, khỏe đấy. Một ván đấu mình nghĩ trung bình một ván đấu của game này nó cũng sẽ giống Auto Chat cũng khá là lâu đấy, không hề nhanh đâu. Toàn con gì này? Mình chưa thể nhận ra được mặt tướng này, mình không thể nhớ nổi là con nào nó giống con nào nữa. Con này là Slash. Đúng rồi. Ô, hai này khác nhau à? Ủa, cái đụ. Mình không nhớ nổi nữa vì mới chơi nên chưa quen mặt tướng, mặt cái mặt nhân vật ấy. Mình chưa biết là em nào. Rồi, quả này thua rồi. Ủa, nó còn gọi sói ra này. Như kiểu con Lycan ở bên Auto Chess nhỉ. Thua rồi. Ủa, sở thú à. Vãi lồng sở thú ạ. À. Ủa sao được ghim rồi? À bị lag. Ôi toàn con gì này? Bán mới đi này. Mua con Summoner này. À, các bạn phải chơi thêm một lúc thì các bạn mới nắm rõ được. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy các cái tộc của con game này nó cũng khá là giống Auto Chess thôi. Chẳng qua là mình không nhớ mặt, nổi mặt ấy. Các bạn cái cách thiết kế nó cứ kiểu hiện đại robot ấy, mình chưa làm quen được. Ủa sao nó đông này. Mình mới có 5 tướng mà nó như là 6-7 tướng rồi. Mình đang gặp thằng Fairy Salada. Fairy. À đâu, à mình gặp cái thằng Smoke Box này chứ, nó 48 máu, mình hơn nó 1 tí máu. Medic. Con này giống nhau đúng không nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ ghé lên hai sao vậy. Ấy. Và lúc áp lên nó sẽ thay đổi hình dạng. Bây giờ nếu mà không biết này thì tôi sẽ chơi kiểu nó chơi những cái tộc nó giống nhau đi cho nó dễ chơi. Và thực ra thì game nó sẽ có một cái thời gian để các bạn chuẩn bị, các bạn mua tướng, các bạn ghép tướng rồi các bạn bày tướng lên trận, nó rất là ngắn thôi. Nên các bạn chơi những cái game như kiểu game này hoặc là game Auto Chess ấy, anh em phải tính toán rất là nhiều. Ăn được không nhỉ? Ui nó kinh này, thua rồi. Nhưng mà game này cảm giác là nó mất máu không nhiều bằng như Auto Chess. Thì cái game Hero of Evolution, Hero Chess này thì phải công nhận là nó chơi rất là giống Auto Chess rồi. Nhưng mà để chơi nó giỏi thì anh em thể mình sẽ phải mất một thời gian làm quen. Rất là dài đấy. Bán bố cái này đi. Các bạn nâng level nhá, mình phải nâng cấp lên này để vứt thêm nhiều tướng vào. Marine. Đây các bạn nếu mà có hai thuộc tính Marine thì sẽ cộng thêm. Đó, cứ như cứ cùng thuộc tính thì các bạn nó sẽ cộng thêm tỷ số. Đó, các bạn phải ấn vào. Ấn vào đây thì nó sẽ ra. Nó như kiểu nó là synergy ở trong Auto Chess ấy các bạn. Để kích dòng lên được. Các bạn nếu mà đưa những cái con nhân vật con tướng nó cùng thuộc tính thì có thể kích dòng lên được. Đó, ví dụ thế. Mua đi. Có lẽ chơi vài một hai ván thì nó sẽ quen hơn thôi. Mình đang tập chơi đánh hơi gà. Ui, Marine Supporter à? Bán đi. Bán đi, tập chơi nó quen thuộc thôi.
Where's my aid? Đó, cho này này, này đứng sau. Thế mình kích được cái bộ Mary này rồi thì phải. À, hai đứa thôi là được rồi. Đấy, mình cũng kích được rồi. Cho thêm một con supporter các thứ vào. Đấy, Panda. Bỏ Panda đi. Chưa quen lắm nên là đánh toàn thua thôi à. Dạ, có thể có sniper này, mua luôn này. Long shot. Bán cái này đi. Bán cái này đi. Lắp đồ cái này đi. Ủa, lắp đồ của gì? Ôi, chết rồi, chưa kịp kéo ra. Ôi, may quá. Cái thời gian chuẩn bị nó rất là ngắn thôi, anh em phải tính toán cái thứ. Lắp đồ của gì nhỉ? Ở đây, style này. Đó, sẽ lắp đồ cho nhân vật của anh em. Mỗi nhân vật được 6 ô đồ luôn. Ơ, có khi ăn được bọn này này. Thằng này có vẻ yếu hơn mình này. Nâng level lên đi. Sniper này. Sẽ cho con này ra trận luôn. Một cú xoay đi thôi là. Ui, từ 4 xa lại lấy luôn này. Sniper này. Đấy, có hai con súng 2 sao rồi. Nếu mà ba súng 2 sao thì mình lên được tướng 3 sao. Đó, 3 sao sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đấy, bắt đầu chơi từ từ nó sẽ dễ hiểu thôi mà. Đặc biệt là anh em nào mà chơi auto chess rồi thì không khó để làm quen với game này đâu. Tôi chơi auto chess thì tốn mấy cơn ai 7-8 thôi, nhưng mà cũng đủ để hiểu một chút về auto chess. Đến lúc chơi game này thì thật ra thì cũng nhanh. Thật ra đấy, như anh em đang xem mình làm video này là mình cũng mới vào chơi game này thôi, mình cũng chưa biết cái gì đâu. Con này ra này, ép. Cút đi. Mình sẽ để up lên level 8. Cái trò này giống như auto chess là anh em phải cố gắng để tiền mà up level. Và đấy, cái những cái nào mà cái tổng nào nó cũng được tính thì anh em nó sẽ hiện ở bên này góc này để nhìn các bạn xem là đủ kích được dòng chưa. Ở đây mình mới giờ kích được một cái dòng thôi, là dòng Marine thôi. Còn những cái con tướng còn lại nó chả liên quan lắm. Cố gắng kích càng nhiều dòng thuộc tính nó giống với nhau thì càng tốt. Ví dụ đây mình thua 4 nữa rồi. Mà nó khỏe hơn mình. Rồi, thua. Với là việc bạn up level thì bạn cái tỷ lệ bạn quay ra tướng nhiều sao nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Beat Assassin. Đổi tướng mà. Mua con này đi, cho nó giống nhau này, vì nó giống nhau. Bán con này đi. Mình sẽ mua xoay tướng tiếp đi. Này mình chưa nhớ hết, thế này nó hơi khó. Mua con này đi. Ô, lại nhận được cái gì đó. Mình lắp đồ nhá. Một cú áp cấp xem. Bán này đi. Mua mấy con 4 sao cho vào.
À, kích được nào. Bán này đi. Đấy, mình mua hết từ 4 sao cho khỏe. Long shot. Mua luôn con này đi để tí kích hoạt và 4 thằng long shot này. À, 3 thằng long shot thì sẽ được cộng thêm 5% giáp. À, cộng thêm 5 giáp. Nói chung game này em phải tích tiền. Nó sẽ giống auto chat thôi, tức là các bạn phải tích tiền và sau một ván nó sẽ cộng thêm rất là nhiều. Tôi không biết chỉ số gold nó cộng nó có giống con auto chat không, nhưng mà mình ôi trời, tân nhầm rồi, nhầm tăng cấp rồi, nhầm mấy cây. Bán này đi, con nào không dùng đến thì anh em đó, mình sẽ mua này để cho nó kích lên. Kraken. Bán này đi. Ơ cái con 4 sao nữa mình mua đâu nhỉ? Mua đâu đâu rồi? À đây đây đây. Đâu nhỉ? Ủa tôi mua chưa nhỉ? Beat có hai dòng rồi này. Nó sẽ cộng thêm 10% attack speed. Đấy, ngon đấy. Đấy, bắt đầu biết chơi đấy. Tí mình sẽ cho con này vào đi. Con này có 3 thuộc tính lận. Kraken. Chơi một lúc là mình sẽ nhớ mặt tướng thôi, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tầm này tôi giết được hai thằng rồi, tôi hạ được hai thằng rồi này. Tầm này không thể thua được. Còn hai sao này. Raptor summon ghép nó vào. Sentinel. Kucha đi. Up cấp. Mình sẽ ưu tiên up cấp nhá, tầm này bắt đầu up cấp rồi. Bán hết con này đi. Hai. À đây, tí vứt con này vào. Tí vứt một con súng ra cho con này vào. Đấy. Gen à, Gen là thằng nào? À Gen là thằng đứng dưới mình, thằng này có vẻ ui. Mạnh vậy. Ui mạnh dữ vậy. Ô thua rồi. Không ăn thua rồi, không ăn thua rồi. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Không được rồi anh em ơi. Nó khỏe quá. Cho con này vào. Bỏ bớt con súng ra. Mua con 4 sao đi. Cứ mua 4 sao. Cứ lấy từ 4 sao bem sẽ khỏe anh em ơi. Rồi để tuần sau mình up cấp đi, mình cũng chưa thua hẳn đâu. Thế mới chơi này, ui thằng này khỏe đấy. Đấy mình kích được ba cái long shot này, nó sẽ cộng thêm 5 giáp. Merlin thì có 2, còn Beat thì cũng có 2. Để cố gắng kích thêm những cái nhiều dòng nữa thì nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đấy, tôi thắng rồi thì phải. Thắng không? Liệu có thắng không? Thắng rồi, thắng rồi. Thắng được cái thằng trên tôi, nó 37 máu thì tôi 31 máu. Đấy. Ờ, thật ra thì game này mình chưa thể giới thiệu nhiều kỹ sâu hơn cho anh em được, chẳng qua mình chơi để về giới thiệu về gameplay thôi, vì game thật ra mình chưa tìm hiểu nhiều đâu. Thế là cái chơi cũng khá là khó đối với mình. Ờ, có hai biểu tượng Raptor là. À những cái con thuộc cùng thuộc tính Raptor sẽ được cộng thêm 15% sức mạnh. Ok. Rồi mình sẽ lắp đồ cho cái này đi. Có vẻ khỏe. Mặc đồ vào này. Đó, mình mặc đồ vào là khỏe hơn rất nhiều rồi.
Ui, nó giật sét, cái này giật sét kinh đấy. Wow, đang nó giật sét kinh vậy. Lightning Stone. Ui, từ 5 sao này. Mua luôn. Mình sẽ vứt con... con này đi, không chơi này nữa. Ra tôi không nhớ tướng nhà đâu, nhờ tôi cứ cho mấy con 5 sao khủng khủng à. Bừa đi. Mình sẽ chơi giống Auto Chess là cố gắng giữ trên 50 tiền. Rồi bắt đầu xoay lên cấp 10 sau. Ra tôi không rõ lắm. Ui. Không xong rồi anh em ơi. Khỏe quá. Ua, nó khỏe quá, nó khỏe quá. Cố lên. Không được rồi, không ổn rồi. Úi xồi, bị hấp diên tập thể rồi. Mình có để một cái đường link để anh em tải game phía dưới nhá. Bạn nào mà thích thì có thể tải game chơi. Sao tôi up cấp đây. Rồi, mark là 10 cấp, giống rất giống Auto Chess. Wow. Ui, nó đang nâng lên luôn như gì nữa. Ui giời ơi. Effort. Mình sẽ không có con effort nào giống nhỉ. Ui nó khỏe thế. Hay nó chơi gọi súc vật rồi. Nó chơi gọi đàn quân thú vật. À vẫn ăn được không? Ờ vẫn ăn được. Ngon hay lắm. May hả bữa ấy. Mình có để đường link về dưới để anh em tải game này chơi thử nhá. Bạn nào mà thích Auto Chess mà muốn chơi tìm một cái game mà giống Auto Chess trên điện thoại thì có thể chơi game này được. Mình còn chưa biết cách sắp xếp địa hình nó như nào cho nó chuẩn cơ. Commando. Dạ không cần lắm. Mình có con này. Ôi mình mua sao? Ơ mua luôn chứ thôi. Không kịp cho vào rồi. Quên mất. Đấy, chơi nó phải nhớ mặt tướng rồi mình ấy được, mình quên mất. Thua rồi, tuần này thua thang. Không. Ui, toàn tướng 2 sao 4, tướng 4 sao mà là còn lên level 2 khỏe lắm. Đấy, tôi mới chơi mà tôi sẽ không thua được. Đấy, tệ. Ý, vượt qua được mấy thằng đấy. Summoner. Có vẻ ngon đấy. Wow, tôi kích hoạt thêm thiệp khí Summoner này. Wow. Đấy, bắt đầu chơi, bắt đầu đỉnh, đỉnh, đỉnh đấy. Cần thêm một thằng súng nữa thôi là lên level 3 này. Mà không thấy đâu rồi. Cay dã man. May hả bưởi. Tôi thề mấy thằng chơi cùng tôi chắc là chưa chơi Auto Chess bao giờ nên chơi hơi gà. Mình đã không biết cái gì rồi mà mình vẫn đứng. Chắc là tôi sẽ đứng tầm top 2, top 3 thôi. Các bạn có thể xem, theo dõi các bàn chơi người khác bằng cách ấn vào tên của họ nhá. Đấy, nó rất là giống Auto Chess. Qua map nó sẽ nó không có minimap như kiểu Auto Chess thôi. Xoay đi, biết đâu con súng. Đấy, hai level 2 sao. Lên. Ui rồi, anh em thấy không? Lắp đồ, lắp đồ, lắp đồ. Sẽ lắp đồ ra này. Hàng đầu thì cho sẽ lắp những cái đồ mà nó tăng phòng thủ các thứ. Này thì súng sủng với tôi này.
À đây là tên tên creep, tên creep. Thường thì những tên như kiểu bắt đầu từ tên 10 này, 15, 20, 25, 30 là những cái tên của bọn quái. Đấy, các bạn đánh nó thì sẽ rớt đồ. Nó rất là giống auto chat thôi. Thua rồi, mất 4 sao. Ý, loại được thêm mấy thằng rồi đấy. Xin thằng súng nào. Cũng được. Lại 2 sao tự. Ôi, nhìn nó tiến hóa đẹp thế. Mình sẽ khóa lại nhá để thì mình mua thằng này cho nó lên 2 sao này. Đấy, bắt đầu biết chơi rồi anh em ơi. Để con nào thì mình sẽ vứt bớt con này đi. À không được, nó kích kích cái dòng này. Tầm này tôi khỏe rồi, toàn tướng 2 sao này. À tướng level 2 này. Toàn tướng 4 5 sao level 2 này khỏe rồi. Mình cứ chơi theo kiểu là khỏe đè hết bọn nó. Đấy, top 3 rồi. Đấy, tôi mới chơi là top 3 rồi. Đỉnh không anh em ơi? Mua thằng này đi. Ô, lúc ấy tôi còn cho thiếu tướng này cơ. Lúc ấy tôi mới cho 9 trên 10 cơ. Bây giờ cho 10 trên 10. Úi dồi ôi, nó là khỏe chứ còn gì nữa. Vứt hết cho thằng này cho nó tanh này. Bỏ khóa, mở khóa đi. Tuần sau mình sẽ xoay tướng tiếp. Cố gắng lên được thằng cái thằng súng này 3 sao. Đấy giờ hóa ra toàn đánh 9 tướng ạ. Thằng nào. Mình được top 2 luôn này này. Đây mình đang gặp thằng top 1 này. Nó có vẻ yếu hơn mình. Đấy sang thêm nó xem nào. Nó thua mình rồi. Đấy, có khi tôi tưởng top 1 đấy anh em ạ. Nó là luôn gì nữa. Đấy, mang kinh nghiệm auto chat vào đây chơi thì cũng rất là ok. Thắng rồi. Ta sẽ có Sentinel. Sentinel. Mua luôn con này. Đấy, mình kích được thêm rất nhiều thuộc tính rồi. Mình cần con súng cơ. Uầy, tướng level 5 sao. Mua luôn. Không phải xoắn, anh em cứ mua những con nào mà nhiều tiền ấy. Xem con nào ngoan quá không. Mày hả bưởi, có khi tôi thắng này rồi. Tuổi gì em ơi. Đói, nó thua mình ở cả đống này. Đói, nó còn 18 máu thôi. Tưởng thế nào không? Tao mới chơi ván đầu tiên đã như này rồi. Gáy thôi, tầm này thì cái đẩy không có súng nhỉ, xoay phát nữa. Lừa, cú lừa rồi. Game này lừa chẳng khác gì auto chat cả. Bán này đi, thật ra không cần này nữa. Con này nó chả kích được cái bộ gì. Súng đâu? Ơ kìa. What the fuck? Súng của tôi đâu? Ăn được tiếp rồi. Này thì chơi gọi thú vật với tao này. Ui nó khỏe đấy, nó bắt đầu khỏe rồi đấy. Này thì khỏe với tôi này. Ai nó còn một máu thôi. Nó sắp thua mình rồi. Hay quá, bây giờ mình chỉ còn con súng thôi là mình vô đối ấy. Yes. Đây, mình sẽ lên súng 3 sao cho anh em xem nhá. Ghép 3 con 2 sao ạ. Ui rồi, súng 3 sao luôn. Đỉnh không? Mua con gì nữa? Thật ra chả cần mua con gì nữa. Xoay con Sentinel nữa nào.
Sumeru dùng. Đấy toàn từ 5 sao mình chưa mua đấy, mình chưa thèm mua luôn. Khóa đây đi, tí mua. Đây là tên 35 mà tên creep. Đánh con rộng. Ô thắng dễ, thắng là dễ luôn này. Nhà tôi một cái đồ 30% được lắp cho con súng này đi. Cho này ra, cho con này vào. Đó sẽ kích hoạt thêm thuộc tính wow. Nó là khỏe cái gì anh em ơi. 5 giáp. Con này cho đứng sau. Đấy, các bạn, cái phần sắp xếp đội hình thì tôi sắp xếp bừa đâu, tôi cũng chả biết gì đâu. Có vẻ ghê, ăn được nó không? Súng tôi 3 sao bắn kinh lắm. Anh em nhìn nó bắn kìa, ui rồi. Tuổi gì thắng rồi. Vâng, ngay từ ván đầu chơi game Hero Chess này thì mình cậu vàng cũng giành top 1 một cách khá là sao nhở, đỉnh cao hả? Nói chung là đấy, con được thưởng kim cương này. Đây là các chỉ số mình thắng, tức là mình thắng 19 trên 17 trận. À. Rồi, nó cứ bị dis, thật ra thì game này nó chưa ổn định lắm, thế là lúc đầu ban đầu tôi cũng không muốn làm viên này đâu. Nhưng mà nó cứ bị bay ra ngoài, bắn ra ngoài ấy. Thì đây là, đây anh em thấy trên mình, đây là tựa game Arena of Evolution Chess Hero. Thì đây là một cái tựa game có lối chơi nó rất là gọi là ăn theo cũng được, auto chess. Thì các bạn nào muốn chơi game này thì các bạn có thể, mình để link phía dưới để anh em tải game và chơi thử nhá. Thì về cơ bản nó chơi sẽ giống thôi, auto chess thôi, mình thấy là cũng không có gì đâu. Chẳng qua là anh em sẽ phải làm quen với những cái chủng tộc của trong này. Đấy, hoặc là những cái con quái trong này, nhớ mặt nó để mua để ghép thì nó sẽ như vậy thôi, còn về cơ bản thì cách chơi nó giống y hệt. Và ngoài ra thì nó có rất là nhiều cái mode chơi nữa chứ không phải là đấy, các bạn có thể lập room riêng hoặc là đi thi đấu hoặc đấu rank. Đấy nó cứ bị bắn ra ngoài, cái này là do game đối với trình giải lập nó bị thế thôi. Để tóm lại thì đây là một cái tựa game mình đánh giá là cũng khá là hấp dẫn đấy, anh em có thể tải game và chơi thử nhá. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip trải nghiệm nhanh của cậu vàng về cái game Arena of Evolution Chess Hero, một tựa game mà ăn theo auto chess. Thì bạn nào muốn chơi thử thì mình nhắc lại là tải ở đường link phía dưới mình để tải trên Android, game này mới chỉ có trên Android thôi nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, bye bye. Wow, chơi vừa chơi ở top 1 luôn, đỉnh không? Đấy, may quá không làm mất mặt để cho anh em xem.